Nào vô, âm nhạc. Vậy hả em? Trời ơi, ông chơi xì dạ vô. Ơi, cái này là em thấy chị những... Thế thì cầm tay thôi ạ. Đấy, giờ được hai cái rồi. Rồi, bắt đầu rồi, tình cảm hơn nè. Tình cảm hơn là mình diễn nè. Nói đi, trong âm nhạc này nói lúc đi vòng đi. Vòng đi em. Mình dìu bạn trai đi vòng vòng đi em. Nhảy mà mặt như chó già trời. Ế quá anh rồi. Ế. Nếu mà về ế của em á thì nó có cái truyền thuyết về cái ế rồi. Ế của cái truyền thuyết. Truyền thuyết hồi xưa mẫu giáo nè, cấp 1 nè, cấp 2 lên cấp 3 luôn. Xung quanh ông bớ nó buông nhiều lắm. Em mình em nam mà xung quanh nữ không à. Chắc nó hút hết mật rồi cái giờ lên mấy con khác nó thấy hết mật nó không hút nữa. Đây em có thích người bạn trai mà hài hước rồi vui dí dỏm vui nhộn như vậy không? Dạ có ạ. Tại vì em thấy là trong cuộc sống á, ai cũng có nhiều lo âu, nhiều mệt mỏi quá rồi. Thế nhưng mà một người bạn trai mà lúc nào cũng gặp em cũng than anh buồn quá, anh mệt quá, anh chán quá thì em cũng thấy chịu không nổi. Vậy là hợp gu rồi đó phải không? Dạ. Thế em cũng rất ok, là lý do tại sao mình phải nhờ đến chương trình. Dạ chắc cũng một phần do công việc nữa chị. Tôi làm việc của em thì hầu hết là mọi người có gia đình rồi. Một vài bạn nam thì chưa có gia đình nhưng nhỏ hơn em thì không có làm ăn được gì hết. Thế điểm mạnh của em là gì? Em có 3 điểm mạnh chính. Nhất là em không có nhiều chuyện. Ưu điểm thứ hai của em là em thích nấu ăn và thích những bữa cơm gia đình. Ưu điểm thứ ba của em là em có lối sống khoa học, em chăm sóc sức khỏe và ăn ngủ hợp lý. Em thường đặt ra mục tiêu của mình trong mỗi giai đoạn cuộc sống để mà mình đạt được. Hiện giờ cái một giai đoạn này là như thế nào? Giai đoạn này mục tiêu là lấy chồng. Mục tiêu là được á. Mình đặt cái chuẩn người đàn ông mình tìm là người đàn ông như thế nào? Về ngoại hình thì khoảng cao khoảng 1m65, ngoại hình dễ nhìn, cao hơn em, đen hơn em và xấu hơn em là được chị. Gì kỳ vậy? Muốn trong mắt bạn ấy em lúc nào cũng đẹp. Rồi cái gu cô này cũng lạ lắm nè. Bên đây xấu quắc à? Trời ơi xấu quắc luôn vậy hả? Hỏi em thích lấy vợ đẹp không? Vợ đẹp em thích chị. Chứ không phải lấy vợ xấu hơn mình để thấy mình đẹp sao? Không có đâu chị, em không thích cái hình nền như vậy. Em thích cái hình nền hai cái đi chung với nhau. Mình có tật xấu gì không bạn? Cái tật xấu nó cũng gọi là cái ưu điểm của em luôn á chị. Tại ưu điểm của em là nói chuyện vô duyên. Bây giờ nó chưa lộ, khi mà mình sau này mình có vợ á chị, mình nói chuyện vô duyên, gái đâu theo đâu. Gái để vợ đỡ ghen, đỡ mệt, đỡ già. À, đó thôi cũng được. Còn em có thể là nấu ăn được. Người đàn ông có thể của gia đình. Thì em khi đi làm về thì em về nhà phụ giúp vợ được phải không? Dạ, khuyết điểm của em là có thể là bạn bè nó hơi nhiều. Công tác xã giao nó sẽ bị nhiều. Thì em cũng phải đi khách hàng, đi tiếp khách. Thì cái đó phải báo trước cho vợ. Dạ, thì chuyện đó bình thường. Qua coi hình nền bệnh thế nào nha. Đổi cái hình nền liền luôn. Ô trời ơi, anh kia chắc chắn xấu quá. Không có nghe yên tâm, anh em hài hước ha. Mẹ không biết, giống như ảnh có nói là có vô duyên thiệt không thì không biết. Cũng chút chút à. Cũng có chút chút. Được không? Thầy. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không em? Dạ có, em đi với chị gái và già hết ghê luôn chị. Rồi giờ chị nhìn thấy bạn trai bên kia như thế nào chị? Tính cách hài hước thì như vậy là rất là hợp với bé Nga. Với nói là con người của gia đình thì bé Nga nó cũng rất cần những người như vậy cho nên em thấy cũng rất là hợp. Tính của nó thì hơi thất thường, lúc giận lúc hờn nên nhiều khi bạn trai khó chịu. Không sao đâu, mình đẹp mà mình có quyền, anh kia anh xấu hơn anh phải chịu mình chứ, đúng không? Em muốn hỏi bạn trai bên này là anh ơi, anh có lãng mạn không ạ? Lãng nhát hả? Đúng rồi. Lãng mạn thì mình thuộc tiếp người không có thiên về lãng mạn nhiều, tiếp người thực tế. Nếu mà lãng mạn thì lâu lâu phải cố gắng làm một cái hai cái. À Nga ơi, tớ nghĩ là đương sự này thì mọi thứ cũng tương đối ổn, có điều là hơi thiếu một tí lãng mạn. Em nghĩ là nếu mà muốn ổn hơn chút xíu nữa thì anh nên sưu tầm thơ của Hàn Mặc Tử hay Nguyễn Bính gì đó. Mỗi lần mà bạn ấy giận hờn gì anh cứ gào thét ở dưới nhà, em nghĩ là sẽ ổn hơn. Vừa đọc thơ mà vừa kêu bằng đương sự nữa thì ai mà nghe thơ làm cỏ ác. Nghe ghê quá. Hồi nó phạm nhân nữa mệt lắm. Sách tựa gì vậy? Đương đối sự nhân nói sự gì thế nghệ, sự, nghệ thuật xử thế anh. Tưởng đâu đương sự nói gì chứ. Hồi nãy em nghe bên kia lúc nãy em nghe nói thì em cũng không hình dung được về anh. Nhưng mà nói chung là ấn tượng đầu tiên của em với anh thì có ấn tượng tốt. Người con gái mà anh nghĩ là nãy anh nghe nói em làm việc trên bên cái môi trường là tòa án. Anh nghĩ thì cái bên đó là người ta sẽ cứng nhắc. Nhưng mà anh khi mà anh thấy em là nét nữ tính nhiều hơn, là quá mềm. Đổi hình nền này được không em? Dạ, hình nền quá đẹp. Nãy anh chưa nói cái khuyết điểm của anh là anh không có thích nhắn tin nhiều. Anh thích mà gặp, tiếp xúc lẫn nhau mà mình nói chuyện là mình dòm qua gương mặt, ánh mắt của nhau. Yêu cầu anh một ngày phải một tin nhắn, hai tin nhắn liên tục vậy đó, thì có thể công việc anh bỏ qua một bên, anh không có thể nào chú trọng đến cái vấn đề tin nhắn.
Ủa là cái gì hai người đi làm là cả ngày không liên lạc với nhau gì luôn á hả? Có thể công việc mình cũng không thể nào mình tiếp xúc liên tục qua điện thoại được. Thường phụ nữ người ta thích được chăm sóc, ví dụ như giống như là tôi đi làm mà có bồ mà ngày đó mà không hỏi thăm bắt đầu tôi nghi gì đó, nhưng mà tôi ghen giờ này làm gì ở đâu, đi đâu, đi với con nào, tại sao không nhắn tin, tại sao không hỏi thăm. Em nghĩ là cái vấn đề nhắn tin hay gọi điện đó nó cũng không mất quá nhiều thời gian. Quan trọng là đối phương có đáng lại cho mình dành thời gian ra hay không thôi. Chứ còn một tin nhắn thì cũng chỉ có mất có vài giây thôi à. Thấy chưa, tôi khơi ra trúng rồi, thấy chưa. Đó là cái thói quen đó, giờ anh chỉ thích mà gặp mặt nói chuyện với nhau. Còn cái vấn mình phải thay đổi chút xíu, mình phải quan tâm. Em sẽ giúp anh cái phần nào đó để thay đổi cái con người của anh. Nói chung là không, theo anh nghĩ nè, nhắn tin hay không là quan trọng là có yêu nhau nhiều hay không. Bây giờ mình chỉ đề ra vấn đề đó thôi. Nhưng nói khi đã yêu rồi đó, trời ơi, tin cứ tới tấp nập luôn, không nói cũng nhắn nữa. Bây giờ nè, bạn nữ khiêu vũ rất là đẹp, mời bạn nam nhảy một bản. Cái máu mà khiêu vũ em cũng vẫn rất thích, nhưng mà do cái vấn đề là mình đó giờ mình chưa qua trường lớp, mình nhảy thì nó lóng nga lóng ngóng gì như vậy. Nó có điều kiện người ta ôm mình, người ta dìu mình, coi như em là vũ nữ đi. Vũ canh vũ, vũ không đi. Âm nhạc chuẩn bị, đứng lên. Trời ơi, mạnh dạn lên nào. Lỡ hội nhảy đâu anh, kệ nó. Dạ, em thấy trong bộ nhiều bộ phim á, nhiều khi họ không biết khiêu vũ gì đâu, nhưng mà họ chỉ cần đứng dựa vào nhau và lắc qua lắc lại. Trời ơi, có tình cảm gì vậy, vậy hoài vậy thôi hả? Giờ tôi cho cơ hội ôm nhau còn không chịu nữa kìa, cái ông này thiệt không biết phải đàn ông không ạ? Bắt đầu. Nhào vô, âm nhạc. Vậy hả em? Trời ơi, ông chơi xì dạ đâu. Ơi, cái này là em thấy chuyện gì những cái thì cầm tay thôi ạ. Đấy, giờ được hai cái rồi. Rồi, bắt đầu rồi, tình cảm hơn đi. Nè, tình cảm hơn là mình diễn nè. Nói đi, trong âm nhạc này nói đúng đi, đi vòng vòng đi em. Mình vừa bạn trai đi vòng vòng đi em. Nhảy mà mặt như chó già trời. Cười vui lên chứ. Rồi, rumba luôn. Anh bó tài. Té, té. Té luôn, đỡ té đâu anh ơi. Trời ơi, không có được anh ơi. Nhanh vậy, ngồi xuống đi. Nhảy đầm trước cô gái đẹp mà mặt nhanh nhanh. Sợ đạp, sợ đạp chân. Rồi bạn nam đi, nói một câu rồi. Gì đó cảm xúc của mình, tỏ tình với bạn nữ đi. Anh sẽ vì em làm cha thằng bé. Nói cho nghiêm túc cho ông ơi. Ông hài hước riết ông quen rồi. Sâu lắng tình cảm vô. Anh muốn làm bạn nhảy cả đời cho em. Thôi, hết thời gian. Hy vọng anh sẽ nhắn tin cho em nhiều nhiều một chút. Được có cái câu mà anh muốn làm bạn nhảy với em suốt cuộc đời được đó. Suy nghĩ nha, rồi quyết định. Một. Hai. Ba. Hết thời gian.